Đấy là các cái bước mà các bạn sẽ kiểm tra tham số về nhiệt độ rồi về áp suất ở trên cái dàn nóng VRV Toshiba MMI MAP 1201 HT8. Xin chào các bạn nhá. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta test tất cả những cái van. Đó, van điện từ rồi van solenoid rồi van PMV. Thì hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn về cách test tiếp ở trên cái dàn nóng. Thì hôm nay chúng ta sẽ test cái gì? Thì đây các bạn nhá. Vẫn là ba cái switch quen thuộc, vẫn là ba cái switch thần thánh ở trên con Toshiba này. Các bạn chuyển cái này về switch 2 cho mình. Đấy, thì với cái switch 2 này nhá, chúng ta sẽ xem được những gì ở cái switch số 2 này. Đầu tiên các bạn nhìn thấy đó là áp suất đầu đẩy, và chúng ta vặn cái switch này một cái nó chuyển sang cái áp suất đầu hút, vì là không chạy cho nên hai con áp suất này gần bằng nhau. Khi nó chạy nó sẽ có cái sự chênh lệch các bạn nhé. Đó, và các bạn sẽ vặn tiếp thì chúng ta sẽ đến cái tiếp theo, đó chính là nhiệt độ TD1. Đó, thì các bạn nhìn thấy nó là 41 độ nha, 41 độ C. Và vặn tiếp thì chúng ta sẽ đến TD2, 33 độ, 3 độ. Vặn tiếp chúng ta đến TS, 29,2 độ. Đấy, và chúng ta cứ vặn như vậy. TE này, đó, con này không có. TL, đấy, 35. Đó, TO, F1, đấy, F2, F3, đó, F4, F5. À, F4 thôi các bạn ạ. Thì chúng ta vặn như vậy để làm gì? Đấy, thì các bạn chú ý là khi chúng ta vặn như vậy để chúng ta kiểm tra xem các cái sensor ở trên kia, sensor ở các cái vị trí ở trên các cái điểm ở cái dàn này, xem có con nào nó lỗi không. Nếu như nó lỗi thì cái tham số ở đây nó không có các bạn nhé. Hoặc là nếu nó báo sai thì cái tham số ở đây nó báo lệch đi. Thì chúng ta có thể so sánh con khác, và chúng ta cũng có thể là xem ở trong cái bảng, ở trong tài liệu thì nó sẽ có là cái nhiệt độ bao nhiêu thì là chuẩn, là tương đối. Và khi mà vặn như vậy, khi mà nó báo các cái lỗi về cảm biến thì các bạn vặn như này để biết được tham số của nó, thì biết được cái mã lỗi đó nó xuất phát từ con sensor nào. Và với cái dòng này nhá, thì các bạn nhớ là khi mà chuột nó chui vào ấy, bị chuột chui vào thì nó sẽ làm, thường nó sẽ làm một mớ các cái con cảm biến này. Đấy, và các bạn sẽ dò xem cái con nào nó đang không báo thì các bạn sẽ nối nó lại, và để mà biết chính xác cái con T bao nhiêu, đúng không ạ, F bao nhiêu thì các bạn phải xem ở sơ đồ trên tài liệu. Đấy, hoặc là các bạn có thể comment ở dưới video, nếu mà mình biết thì mình sẽ chỉ cho các bạn về các cái T đó. Và đấy, như các bạn thấy đấy, là các con nhiệt độ nhá, thì các bạn cứ di chuyển cái switch giữa này. Đấy, thì đây là tên và đây là nhảy sang chỉ số đó, độ C nha các bạn, và nó có cả áp suất luôn này. Đấy, PS, PL, PD nhá. Đấy, rất là đầy đủ các cái tham số. Đấy, con này nó rất là hay. Đấy, chúng ta có thể test được, check được tất cả cái tham số của nó. Đấy, thì khi mà check xong thì chúng ta có thể xử lý được các lỗi một cách rất là dễ dàng. Đấy, và test xong thì một lưu ý của các bạn đó chính là bạn phải chuyển hết switch về không, về số 1 các bạn nhé, số 1 cả ba cái switch để đưa nó về cái trạng thái hoạt động bình thường, cái trạng thái mà bình thường nó vẫn chạy đấy. Đó, thì đấy là các cái bước mà các bạn sẽ kiểm tra tham số về nhiệt độ rồi về áp suất ở trên cái dàn nóng VRV Toshiba MMI MAP 1201 HT8. Thì chủ yếu là MMI, MAP thôi. Còn cái đuôi đằng sau thì nó thể hiện cái công suất thôi. Đấy, thì đấy là các cái bước nó như vậy, rất đơn giản, đúng không ạ? Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video của mình đến nhiều người. Đấy, cảm ơn các bạn.